Iomo Hà Đông là một cái tên không còn xa lạ với rất nhiều người dân thủ đô. Nổi tiếng như một đại siêu thị tích hợp hàng loạt các dịch vụ dành cho khách hàng, Iomo thứ 5 tại Việt Nam đã tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Đông cũng như người dân Hà Nội. Ngày 11 tháng 3 năm 2018, lễ động thổ dự án Iomo Hà Đông chính thức được khởi công. Dự án có quy mô gồm 1 tầng hầm, 4 tầng cao với tổng diện tích xây dựng xấp xỉ 150.000 m². Toàn bộ phần thiết kế và thi công được giao cho liên danh Kashima Hòa Bình làm tổng thầu. Sau gần 1 năm, đến tháng 1 năm 2019, phần thô của dự án đã được cất nóc theo đúng tiến độ đề ra. Sau đó, chỉ vỏn vẹn trong vòng 9 tháng, phần hoàn thiện của dự án được hoàn thành là tiền đề quan trọng để sự kiện lễ trồng cây cánh rừng quê hương diễn ra ngày mùng 2 tháng 11. Một tháng sau, các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, lễ khai trương Trung tâm Thương mại Iomo Hà Đông chính thức diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước. Là một trung tâm thương mại lớn và đồ sộ như vậy, nhưng gắn với slogan Dệt tương lai Hà Đông, Iomo Hà Đông còn nổi bật với lối thiết kế đặc biệt. Iomo Hà Đông mô phỏng hình dải lụa tung bay giữa trời, với điểm nhấn là chiếc khung cửi dệt lụa và những mắc cài hình thoi trên thảm lụa. Đây chính là thiết kế độc đáo gắn với slogan Dệt tương lai Hà Đông. Kết hợp giữa truyền thống và tương lai, Iomo Hà Đông sẽ góp phần dệt lên tương lai cho mảnh đất quê lụa. Được xác định là một dự án lớn do tập đoàn Iomo đầu tư nên công trình có yêu cầu rất cao về kỹ mỹ thuật